cũng đang là trời nắng đó, cho nên là chị em của mình là sẽ quan tâm rất là nhiều, ví dụ như là cái hoạt chất ở bên trong cái của cái dòng kem body này là sẽ là như thế nào. Thì giống như là ở đây là tụi em là chuẩn bị rất là nhiều mẫu nè, ví dụ như là tụi em sẽ có những cái bao bì để đựng trong cái hũ như thế này đây, hoặc là chị em mình thích những cái dòng kiểu thiên nhiên cho nên là mình sẽ đựng vào những cái hũ mà kiểu như thế này nè. Và thời gian gần đây khách của em là rất là thích những cái kiểu mà kiểu basic như thế này luôn. Đây này, tiếp theo đó là tụi em nè cũng giới thiệu thêm một cái loại bao bì rất chuyên nghiệp, có nghĩa là mình sẽ đựng trong tiếp. Nhiều khách á họ có thích là đựng trong cái hũ như thế này, tại vì thực là đôi khi là mình dùng tay mình quốc lên á thì khách không có thích. Đây mình thấy cái chất của nó không, thì cái màu của cái sản phẩm này á là mình có thể là thay đổi tùy ý nha, tại vì khách của em là có đưa cái này là vào cái tính chất mặt hàng, cho nên là khi mà mình thoa lên á thì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác rất là mát, và cái mùi á khách muốn là khi mà mình sử dụng đúng không sẽ là cái mùi liên quan đến những cái dòng mà thiên nhiên, và cái màu của nó cũng sẽ theo cái hướng mà mặt hàng luôn. Mọi người thấy không, hẹn thoa lên thì cực kỳ nó sẽ dễ luôn, dễ thoa lên. Còn mọi người thấy là gì, mùi nó rất là thơm luôn á. Đây nè mọi người có thấy không, cái tay bên đây của em là nó sẽ sáng hơn nè, và cái tay thì cái màu của nó là nó không bật tông lên như thế này. Và đặc biệt có mọi người, những cái dòng kem mà nó đang gia công mọi người sẽ chống thật nha mọi người. Và kem này mình dùng mình sẽ chống từ chống an toàn cho thể, và thật sự là chống từ 2 tuần trở lên thì bắt đầu da của mình sẽ lăn tông, thấy gọi kem được cái gì đó. Không, mấy ông em biết cái này về mình em có và có mình hộp giấy luôn. Thì ngoài bên cạnh những cái sản phẩm, những cái mà bao bì thế này ra thì cái hộp giấy rất quan trọng mọi người. Thì bên em sẽ chuẩn bị được cả những cái hộp giấy như thế này cho mình. Không, mọi người thấy không? Rất là đa dạng về. Còn ngoài là nhà máy sản xuất ra thì bên em hiện tại đang có một công ty chuyên cung cấp bao bì nha mọi người. Đây mọi người đừng có lo lắng về cái thiết kế, thì bên em sẽ nhận thiết kế miễn phí cho mình. Thì tỷ thân của Dạo ở đây là một công ty là dạy công thức mỹ phẩm đó mọi người, dạy nghề mỹ phẩm á, nên là bên em đã có chứng chỉ dạy nghề mỹ phẩm, đây là giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nha mọi người. Thì sơ qua cái trạng mà trưng bày bao bì cũng như là giấy, mọi người thấy là rất là nhiều sản phẩm đó mọi người, rất là nhiều mẫu mã luôn. Ví dụ như anh chị nè đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể ghé qua văn phòng của tụi em để xem được cái chất liệu bao bì, chất lượng cũng như là mẫu bao bì của anh em nha mọi người.